Thưa quý vị, thực hiện theo chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ cao trên toàn thành phố để phòng chống COVID-19. Các địa phương đã nhanh chóng triển khai, nhất là đẩy mạnh kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị số 05, ghi nhận tại quận Sơn Trà. Tại phường An Hải Đông, gần 50 chốt chặn đã được thiết lập, trong đó 4 chốt chính đặt tại các cửa ngõ ra vào phường và có 43 chốt tại khu dân cư. Các chốt chặn đều được lực lượng chức năng của phường đảm bảo giám sát nghiêm ngặt, chặt chẽ 24/24. Người dân có giấy đi đường mới được phép cho qua chốt. Đồng thời, các tổ xử lý nhanh của phường thường xuyên tuần tra các khu dân cư để nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị 05. Phường cũng đã và đang đẩy mạnh việc tuyên truyền chỉ thị đến mỗi người dân. Đặc biệt là thông qua các tổ COVID cộng đồng, chúng tôi đã kịp thời sau gửi toàn bộ cái nội dung của chỉ thị đến các tổ COVID cộng đồng. Qua đó, các tổ COVID cộng đồng cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân, cơ bản người dân cũng đã nắm, hiểu và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, các nội dung của chỉ thị 05. Đồng thời, thì phường cũng đã phát huy hiệu quả các trang thông tin điện tử của phường, fanpage, rồi cái hệ thống loa di động của phường. Hiện nay cũng cơ bản đã đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Quận Sơn Trà là một trong những địa phương đang có nguy cơ cao ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Cho nên, ngay khi có chỉ thị 05 của thành phố, quận Sơn Trà đã nhanh chóng triển khai chỉ thị đến 7 phường trên địa bàn. Trong đó, phường Nại Hiên Đông đã có quy định riêng về việc phong tỏa cứng. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ bản trên địa bàn quận đã hoàn tất triển khai, đảm bảo thực hiện theo đúng yêu cầu, đúng tiến độ. Chúng tôi thành lập các tổ, và trong đó đặc biệt là cái tổ kiểm tra cơ động sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với những trường hợp nào không chấp hành thực hiện theo chỉ thị 05. Hiện nay là các chốt kiểm soát trên địa bàn quận chúng tôi thực hiện rất nghiêm. Đối với những trường hợp mà giải quyết cho người ta đi làm theo cái quy định mà được cho phép thì cái việc thì tạo điều kiện giải quyết cho bà con. Rồi những trường hợp đi làm công vụ, làm nhiệm vụ đặc biệt khác. Hiện biến chủng virus Delta đang lây lan nhanh và rất nguy hiểm. Số ca mắc mới tại thành phố đang gia tăng, xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng có nguy cơ cao. Vì vậy, việc người dân gác việc riêng, phối hợp chấp hành tốt chủ trương giãn cách xã hội của thành phố trong thời điểm này sẽ góp phần ngăn chặn lây lan của dịch bệnh, đưa Đà Nẵng sớm trở về trạng thái bình thường như trước.